Mình sẽ giới thiệu các bạn một cái âm ly đến từ thương hiệu nổi tiếng của Anh Quốc, và con này được lắp ráp tại Anh Quốc luôn. Roshan Capion M2 Amplifier. Thì cái dòng này nó có cái dòng M2 CD nữa, nên cái phân biệt là phía sau, cái hậu tố phía sau là amplifier hoặc là CD player. Thì con này cái giá mới của nó là 58 triệu, còn cái giá mình á là hàng trưng bày. Thì nói chung là trưng bày thì cũng có test một hai lần cho thử đồ, chứ còn gọi là nó chắc chắn là nó xài ít, rất là ít rồi. Nên các bạn mua những cái con này chúng ta được giống như là chúng ta mua một con mới thôi. Và cái giá thì con này mình bán với giá là rẻ hơn 40% so với hàng mới, 58 triệu giá mới, nhưng mà giá cũ, giá gọi là giá hàng trưng bày thì mình bán là 35 triệu. Design and made in England này. Đó. Đây. Cái này là rõ ràng luôn, made in London. Sản xuất tại London luôn. Thông mút remote còn đầy đủ hết nha. Như một cái máy mới. Vì nó quá mới luôn. Nói chung là mình khi mình trưng bày mình cũng để rất là kỹ, mình chỉ lôi ra mình để trong tủ, mình test xong mình bỏ vào trong tủ thôi chứ không có để ra nhiều. Máy mình lôi ra rồi nha, để mình coi bên trong có gì. Đây, cái dây nguồn này, catalog này, remote mình cũng lấy ra rồi nha. Dây nguồn này sản xuất tại England, điện 230V nha. Đây cái remote, đây cái remote này bằng kim loại. Cái remote này nó hơi giống giống cái remote của cái con mà mấy con âm ly, mấy con gì mã của YDR. Remote nó có chữ Capion. Rồi, và bây giờ là cái máy Roshan. Cái này là cái cổng hiển thị, khi chúng ta chuyển cổng thì nó sẽ chuyển đèn theo. Bây giờ mình chuyển cổng này, hoặc là các bạn xoay trên này cũng chuyển cổng được. Các bạn xoay một lần thôi nha, xoay nhiều thì nó không hiểu chúng ta chuyển cái nào. M series 2 đó, rất là đẹp. Các cái nút này nó còn óng ánh luôn. Công suất tiêu thụ của nó lên đến 750 quá. Công suất ra loa thì đối với loa 8 ohm là 160, đối với loa 4 ohm là 240. Vậy là hàng trưng bày nên mình sẽ bảo hành cho các bạn là 6 tháng nha. 6 tháng. Đây là cái đường ra loa của nó. Đây các bạn thấy công suất tiêu thụ là 750W nha. Đường ra loa của nó. À, phía sau nó ghi rõ Made in England này. Quá đẹp luôn. Hàng đẹp giá tốt nữa. Thì các bạn đợi gì mà không nhanh tay nhấc điện thoại lên phone ngay cho mình để sở hữu cái con Amplifier này với giá là 35 triệu. Để mình coi kỹ nó có một vết lông mèo lông chuột nào không nha. Mặt tiền là chắc chắn không có rồi nha. Một cái lớp phay nhôm đen rất là đẹp, phay kim loại. Trên lưng thì coi kỹ coi. Nói chung thì hàng đã đem ra trưng bày thì nếu như nó có một chút xíu thì cũng không có vấn đề gì, nhưng mà mình tìm hoài không thấy luôn á. Các bạn thấy cái chữ Roshan này nó in chìm luôn, anh chỗ này có một chút xíu thôi đó. Nhưng mà so với tổng thể cái này là mình zoom rất là gần, cách một xem cách khoảng 10 cm thôi.
và thấy một chút xíu thôi. Rồi bây giờ mình test nhạc cho các bạn nghe luôn nha. Bên mình có bán USB bộ cứng chép sạc nhạc chất lượng cao, một cái USB là 128GB 800.000, còn ổ cứng là 1000GB 2 triệu. Hiện tại thì mình có về dây loa Mister Monitor 3 này, các bạn nhìn cái dây rất là to này, có cục chống nhiễu này, hai đầu bắp chuối cả. Thì nếu các bạn nào lỡ mà có cái loa nào xài đầu mổ chim thì các bạn có thể mình sẽ bán cho các bạn cái bộ chuyển đổi bắp chuối ra mổ chim á. Cái bộ đó 100.000, còn dây loa này 1.2 triệu nha. Âm lây là 35 triệu. This is a right-away letter. I gotta mail it today. Straight to my main inspirer. Says urgent from the USA. It's got this heart inside. The postage is my soul. Contains a message for millions. Say he don't go. Guitars waiting, but it ain't quite the same. You got a knack for sailing, and it's stamped with your own brand name. We's all sailors, as captain you must know. You bring a message to millions. Say keep on going. I said keep on going. Oh, don't take my fun. Keep on go. Keep on go. Thank you.
It's hard to breathe with that loss. Oh, but I still got you, brother. Don't nail yourself to a cross. I want you to lead that pack. You'll put the drive into my soul. You'll bring a message to millions to keep them going. Bring my brother Tommy out again.